Là Calut Active được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay. Chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. Hoạt động ngoại khóa là gì? Là hoạt động mà ngoại nó khoái. Là hoạt động mà ngoại nó khoái. Còn chúng mình thì không khoái. Mình nghĩ theo như mình thì các hoạt động ngoại khóa không cần thiết trong môi trường học đường. Mà nó cần thiết môi trường ngoài học đường. Tức là bây giờ tất cả hoạt động ngoại khóa là mình làm ở ngoài. Đấy, thế là mình sẽ đúng được về cái quan điểm của mình. Đúng. Môi trường sẽ tổ chức, sẽ làm một cái vùng riêng, gọi là vùng ngoại khóa, không nằm trong khuôn viên của trường. Thì đúng là ngoại khóa thì là phải ngoài khuôn viên của trường chứ. Thì vẫn là ngoại khóa. Sao vùng ngoại khóa nghe như vùng ngoại ô đấy. Tức là một vùng mà cứ là ví dụ tất cả các hoạt động ngoại khóa sẽ tổ chức ở đấy. Nó không nằm trong môi trường học đường. Thì chúng tôi vẫn bảo vệ được luận điểm của chúng tôi. Có những người bạn thực sự các bạn rất đam mê ngoại khóa. Nhưng mà cái việc đi học ngoại khóa tự dưng phải đóng tiền này, xong rồi phải là tốn nhiều thời gian. Tại vì ngoài việc đi học trên trường các bạn đi làm thêm này, rồi phải phụ giúp gia đình nữa nên là... Không ạ. Không. Đang kể rồi, anh kể hoàn cảnh đúng không? Ý là mình không định nói cái chuyện đấy ra mà. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc chủ đề ở trên Tiki TV này nhé. Xin mời MC Lục Huy. Chủ đề tranh biện của chúng ta ngày hôm nay là hoạt động ngoại khóa không cần thiết trong môi trường học đường. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xem ai là đồng ý với ý kiến này và ai sẽ là người phản biện nhé. Đối với tụi mình á, là ngoài việc học hành ở trên lớp ra thì cái hoạt động ngoại khóa là việc rất cần thiết. Không những nó có thể giúp cho học sinh chúng ta là nâng cao những cái kỹ năng mềm nè, không có bám sát vào cái việc mà học trên sách vở chữ, con chữ khô khan, mà chúng ta có thể bám sát với lại thực hành để cho những cái kiến thức của chúng ta học được thăng hoa hơn, được đúng vận dụng vào đời sống nhiều hơn. Tuyệt vời, xuất sắc. Vì vậy nên là cái việc mà học hành cần phải có các hoạt động ngoại khóa là một việc hết sức cần thiết. Chế bị nói, chế bị 3 phút lần. Mọi người nói. Ok, và nhờ cái việc mà thông qua các việc mà mình đi ngoại khóa với trường á, thì mình có thể kết nối được với nhiều bạn bè hơn, mình sẽ hiểu được tính cách của nhiều người hơn, và từ đó mình có thể rút kinh nghiệm được cho bản thân mình. Đúng. Ví dụ như là người ta có thể tâm sự với mình về một cái việc gì mà người ta vừa mới trải qua thật là tồi tệ, thì mình có thể rút kinh nghiệm được cho bản thân mình. Như thế rất là tốt, làm cho mình có thể mở lòng ra với mọi người hơn. Hợp lý. Trời ơi, người ta hay nói là gì? Là... học đi đôi với hành. Đúng, học đi đôi với hành. Và người ta hay thường nói về kia, chỉ là lý thuyết thôi, đó. Nên chúng mình phải có những cái buổi thực hành và những cái buổi trải nghiệm thì chúng ta mới biết được cái tính khách quan của cái điều mình học, được cái tính khách quan của cái điều mình học. Từ đó mới rút ra được kinh nghiệm nè. Được thực hành biết làm nhiều thứ hơn, đó. Nên là việc đi ngoại khóa và việc thực hành sẽ bổ trợ cho cái việc học lý thuyết của mình cực kỳ là nhiều. Và quan trọng là gì nữa, khi mà mình đi ngoại khóa mình tham gia rất nhiều các hoạt động, từ thể thao, thể chất, rồi kể cả những game trí tuệ hay tất cả các thứ về kết nối các bạn bè với nhau, thì từng cá thể, từng cá nhân một sẽ phát triển những gọi là những cái kỹ năng mà sẽ là tốt nhất của mình, để từ đó mình sẽ tự tin hơn, mình sẽ phát triển hơn về sau, về lâu, về dài, và sau này mình sẽ phát triển khi mà mình ra một cái môi trường lớn hơn ở trong trường học. Đúng rồi. Ví dụ như mà nếu mà các bạn mà muốn đi du học nước ngoài á, thì ở bên đó người ta rất là
rất là thích những bạn sinh viên mà có thể hoạt động một ngày thiệt là nhiều việc, ví dụ như là vừa học hành nè, vừa hoạt động ngoại khóa nè, vừa nói chung là phải hoạt động nhiều, phải đi thực hành nhiều, phải đi làm những cái hoạt động ngoại khóa nhiều, thì bên đó người ta mới công nhận bạn là học sinh ưu tú của trường, mới nhận bạn vào học. Đặc biệt là hoạt động ngoại khóa còn có thể giúp chúng ta mang về rất là nhiều điểm cộng, điểm rèn luyện để giành được học bổng nữa. Trời, wow, tuyệt quá, nhiều ưu điểm. Hay quá. Thực ra thì theo như mình nghĩ thì là cái việc mà hoạt động ngoại khóa tốn rất nhiều thời gian, nên là bị đôi khi sẽ dẫn đến cái việc các bạn sẽ bị sao nhãng mất những cái hoạt động gọi là học tập chính khóa. Ví dụ như kiểu là bây giờ trong giờ mà các bạn đang ngồi học văn học chẳng hạn, tự dưng một câu thơ vang lên, đầu óc các bạn lại mộng mơ nghĩ đến câu hát đó, tự dưng nó bị quên mất lời cô giảng đó. Ngoài ra thì mình thấy là rất nhiều câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa thì còn có những cái, cũng có những cái deadline và cũng có những cái gọi là bài tập riêng. Hoạt động ngoại khóa kết hợp với lại những cái trung tâm du lịch và đẩy cái giá mà mỗi bạn cần phải đóng tiền khi mà các bạn đi tham gia du lịch lên cao gấp 2, gấp 3 lần các bạn đi tham gia ngoài. Thì liệu đấy có phải là một việc tốt hay đấy chính là một cách để tiêu diệt tài sản của các bạn? Nhìn bạn giống Conan quá. Với lại á, cái chủ đề là hoạt động ngoại khóa không cần thiết, là có những cái nào mà không cần thiết thì mình không cần thiết đi, còn những cái nào mà cần thiết thì mình cần thiết. Đúng. Vậy thôi. Chúng ta phải giảm bớt lại. Chúng ta phải giảm bớt lại. Cái nào không cần thiết thì mình bỏ đi. Đúng rồi, cái nào cần thiết mình đi. Hoạt động ngoại khóa là gì? Là hoạt động mà ngoạ nó khoái. Là hoạt động mà ngoạ nó khoái. Còn chúng mình thì không khoái. Nên là chúng mình không ủng hộ, vậy thôi. Đơn giản là tư tưởng chúng mình thế, chốt lại là tư tưởng bọn mình này. Hoạt động ngoại khóa là ngoạ khoái, tức thằng ngoạ nó khoái đâu. Còn chúng mình không khoái, nên bọn mình không ủng hộ, không cần thiết, loại bỏ. Mày quá à? Hai. Không chưa? Là về cái việc mà các bạn nói là hoạt động ngoại khóa là làm tốn kinh phí và những học sinh mà không có điều kiện thì không thể tham gia. Thì thứ nhất là nhà trường chưa bao giờ coi việc hoạt động ngoại khóa là một việc bắt buộc mà là đều là trên tinh thần tự nguyện. Thứ hai là trong mỗi một cái hoạt động ngoại khóa, nhà trường luôn có những cái suất ưu tiên của hội phụ huynh hoặc là của những cái hội khuyến học để có thể tài trợ cho những học sinh thực sự khó khăn, chứ không thể là hề là lợi dụng ở đây. Tuyệt vời. Nếu mà với những người hướng ngoại thì người ta cũng sẽ kiểu không có muốn tham gia những cái hoạt động đó, nhưng mà cái việc đó rất là giúp ích cho người hướng nội, là mấy bạn có thể kiểu tiếp xúc được nhiều hơn, mấy bạn sẽ được mở lòng ra hơn, không có khép kín mà là đổ, sẽ được mở lòng ra hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, mình đồng ý. Không, đừng đồng ý, đồng ý. Ủa? Thì nói chung cái này nó tùy theo quan điểm mỗi người, có đúng người rồi. Thì kiểu thích ở nhà chơi một cái nhạc cụ gì đó, giống ví dụ Hùng chẳng hạn. Hùng cũng rất thích đi những cái như thế này, nhưng mà nó liên quan tới âm nhạc. Như ví dụ những thứ khác thì Hùng sẽ không đàn, đi. Ví dụ đàn các tì bà. Mình xàm quá. ví dụ như đàn guitar hay là piano gì đó, những cái đó Hùng chắc chắn Hùng sẽ đi. Cái này nói chung là sẽ tùy người, có người sẽ thích và có người sẽ không thích. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một câu cái gì nhỉ? Ngày mai mình sẽ đi hoạt động ngoại khóa thì Hùng nghĩ là sẽ có người bận. Cũng ví dụ anh Vũ Thịnh thì bạn Vũ Thịnh, bạn có công việc riêng của bạn ấy. Đúng không? Bạn Nhậm có công việc không, của bạn không, ấy. Không có. Mình cũng có người đi, đúng không? đi học bạn gì? Thì bạn Lục Huy có công việc riêng của bạn ấy thì sao? Thì công việc không... riêng của bạn ấy mai đi với mình ạ. Thì như vậy thì nó mình bây giờ nó nói xàm mà nó thích nói gì nữa. Nói xong chưa? Rồi nói đi. Phản biện đi kìa các bạn phải phản biện đi, các bạn phản biện nãy giờ mọi phản biện quá trời. Thì mình tiếp thu ý kiến của bạn, nhưng mà lúc mà ý là kiểu mình đi học á, trong trường á thì ít khi nào mà sẽ có việc bận của tất cả các bạn, ví dụ như đang đám cưới thì sao? Mình bệnh nữa.
Ví dụ như trong khoảng thời gian thì trường cho đi ngoại khóa đi, thì là trường đã sắp xếp thời gian biểu hợp lý trong cái khoảng mà các bạn đang đi học rồi, cho nên là chỉ nghỉ mấy ngày đó để mình đi chơi thôi. Thì không, thực ra mình nghĩ là cái ý này mình vẫn đồng ý 100%. Đúng rồi. Mình nghĩ theo như mình thì các hoạt động ngoại khóa không cần thiết trong môi trường học đường. Mà nó cần thiết môi trường ngoài học đường, tức là bây giờ tất cả hoạt động ngoại khóa là mình làm ở ngoài. Đấy, thế là mình sẽ đúng được về cái quan điểm của mình. Đúng. Thì nghĩa là trong tuổi học sinh thì mình vẫn những cái ngày nghỉ thì mình sẽ đi ngoại khóa để mình phát triển bản thân. Thì đó, môi trường sẽ tổ chức, sẽ làm một cái vùng riêng gọi là vùng ngoại khóa, không nằm trong khuôn viên của trường. Hả? Thì đúng là ngoại khóa thì là phải ngoài khuôn viên của trường chứ. Thì vẫn là ngoại khóa. Sao vùng ngoại khóa nghe như vùng ngoại ô đấy. Tức là một vùng mà cứ là ví dụ tất cả các hoạt động ngoại khóa sẽ tổ chức ở đấy. Nó không nằm trong môi trường học đường. Thì chúng tôi vẫn bảo vệ được luận điểm của chúng tôi. Nhưng mà bạn có hiểu không? Tại vì người ta đã bảo học phải đi đôi với hành, cho nên là nhà trường vẫn phải tổ chức những cái chương trình ngoại khóa đó để rèn. Thì đó, đấy gọi là hành đường. Đấy gọi là khu vực hành đường. Rèn luyện cho các bạn về những cái kiến thức đã học. Học đường là không có cái phần đấy, hành đường là đi ra ngoài, là mình hành ngoài đường. Hay quá. Người ta sẽ đứng. Là mình sẽ bảo vệ được quan điểm của mình. Rồi. Người ta sẽ đi nâng cấp kiến thức riêng sao cho ví dụ đi nói gì vậy trời. Đi học là gì ta, đi học guitar nè. Nói to lên. Không nghe à? Không có nghe gì hết á. Đi học guitar này, đi học piano này cũng là một cái mà nâng cấp bản thân mình thôi, đúng không? Đúng. Rồi đi học thêm những cái thứ gì đó, đâu phải nhất thiết gì đâu, đúng không? Tùy theo quan điểm mỗi người. Nói chung ai thích học gì học. Đúng rồi. Đối với cái vấn đề mà khi mà có rất là nhiều bạn học giỏi nhưng mà không tham gia hoạt động ngoại khóa nên là cuối cùng không được cộng điểm, thế là xếp loại bị kém hơn, thì mình cảm thấy là cái việc này nó khá là công bằng. Tại vì khi nếu hai bạn cùng học giỏi giống như nhau nhưng mà một bạn thì không cần phải tham gia một cái hoạt động ngoại khóa gì để mang về những cái bộ mặt cho trường hết, chỉ có cắm đầu vào học thôi, còn một bạn kia vẫn vừa học như vậy nhưng mà vừa cân bằng được cái việc mà mang về những cái thành tích xuất sắc cho trường, thì cái người mà cân bằng được cả hai việc xứng đáng được cộng điểm hơn. Nên là mình thấy cái việc mà tính cả cái phần điểm rèn luyện này vào để xếp lại rất là hợp lý, không có gì để đáng chia trách cả. Thật đúng, xuất sắc. Hay quá. Thôi nhưng mà mình thấy thế là cũng không đúng, tại vì là có nhiều bạn á là tập trung đổ dồn công sức vào việc học tập rất là nhiều, nên là đôi khi các bạn ấy không có tham gia hoạt động ngoại khóa, và đôi khi có những bạn là do hoàn cảnh gia đình nữa. Tại vì là mình có những người bạn thực sự các bạn rất đam mê ngoại khóa, nhưng mà cái việc đi học ngoại khóa tự dưng phải đóng tiền này, xong rồi phải là tốn nhiều thời gian, tại vì là ngoài việc đi học trên trường các bạn đi làm thêm này, rồi phải phụ giúp gia đình nữa, nên là Mình hiểu bạn. Thôi không có khóc. Đang kể thôi, kể hoàn cảnh đúng không? Ý là mình không định nói cái chuyện đấy ra mà. Đừng có khóc mà. Cái người bạn của bạn hình như cũng là người bạn của mình đó. Thôi để mình kìm nén cái sự cơn khóc này để mình nói các bạn biết này. Nén cái sự cơn khóc là gì? Các bạn biết không đó? Những người mà họ đâu có thời gian đâu, đâu có tiền bạc đâu. Có rất nhiều yếu tố khác nữa các bạn không thể tham gia hoạt động ngoại khóa. Đúng rồi. Mà chấm điểm các bạn như thế thì thật là, nói chung là như thế là mình thấy không công bằng. Nói chung là vì là học tập là tính điểm học tập, mà hoạt động ngoại khóa tính điểm hoạt động ngoại khóa. Ok. Cảm ơn bạn. Chắc là lớp chúng mình hôm nay tổng kết lại ha. Ok. Đúng.
Họ Thảo tên Mai á. Đi. Ê khoan nhá, bức tường nha. Bức tường. Rơi kìa. Nếu mà đánh giá bên này thế này quá đơn giản luôn, nhưng mà bên này nỗ lực để mà đưa ra những luận điểm thì... Nhưng mà cái việc đi học ngoại khóa tự dưng phải đóng tiền này, xong rồi phải là tốn nhiều thời gian, tại vì ngoài việc đi học trên trường các bạn đi làm thêm này, rồi phải phụ giúp gia đình nữa, nên là mình hiểu bạn không khóc. Đang kể thôi, đang kể hoàn cảnh đúng không? Ý là mình không định nói cái chuyện đấy ra mà. Trời đất ơi, cái bạn này là không hoạt động ngoại khóa nhiều ấy này, chân tay luống cuống lắm bạn ơi. Đấy đi, 6. Yeah, cuối cùng Nancy cũng đã có huy hiệu rồi. Không, đang đi ra nếu thực sự nhá. Lục Huy bá đạo à? Lục Huy bá đạo còn gì nữa. Đưa ra những cái mà quan điểm 50 năm. Wow, tuyệt vời. 50-50 1 triệu à, ghê ghê, có người vượt kìa. Ai vượt? Không phải vượt, ngang hàng. Cháy bảo vệ 3 giờ sáng lên gọi điện cửa. Con mèo nhắn thành kinh. Không ai, cái chào đi. Con chó nhà tôi lại biết hút thuốc. Hát cà phê uống. Cũng quá bức xúc cái vấn đề đó. Cái chảo để trên cái bếp, để sẵn trên cái bếp từ. Nó nhảy lên không hiểu sao chân nó chạm vào cái bếp từ cảm ứng á. Vậy là nó thành tinh rồi. Xong là 3 giờ sáng báo cháy kêu inh ỏi luôn, bảo vệ lên. Mình cũng không hiểu sao khói inh mù lên hóa ra. Cái này tại bếp nhà em đều không có khóa. Buồn quá à. Bữa nay bị người yêu đá nữa rồi. Tiểu Cường. Tiểu Cường. Cảm ơn con. Trời ơi, chó với cọc ly. Trời dễ thương quá. Trời, nước miếng thầm kìa Hùng ơi. Trời ơi, mệt quá. Ôi trời ơi, chị Thiên đây này. Ôi trời ơi, túi hiệu 1.000 đô của tôi. Sao lại còn đi ra? Ai cho đánh vậy? Ai cho cắn xé đồ hả? Đi là đi học về đã mệt vở hơi tai rồi, là còn về dọn cái chất thải này, về dọn cái đống đồ mà mấy cái đứa này nó đẩy ra nữa. Sao lại còn phải đi sửa lại cái túi 1.000 đô.